Ai nha. Hồi chuông. Sao đổi chuông được em? Được. Tin là máy bận à? Ờ, máy bận. Tin tít đi. Đổi chuông thì em phải đổi thì máy bên em nó kêu chuông nhưng máy anh sao kêu chuông được? Tin tít. Hà Tây đấy anh ạ. Sang Hà Nội. Vâng, Hà Nội, Hà Tây đấy, thành phố xuyên đấy anh.
Đây là sản đất Phú Xuyên này. Thành đất Hà Nội. Vâng, đất Hà Nội này. Nó ra tận đây. Đây. Nhà Tây nó là thôn tỉnh. Vâng. Thằng Phú Xuyên nó giáp với thằng Hà Lam mà, giáp với cả thằng Đồng, thằng Duy Tiên mà. Đây đất Hưng Yên đi thẳng này. Đây Hà Nội rẽ. Cắm như này đấy anh nhỉ? Ừ. Cắm như Hà Nội dễ trái đây đúng không? Vâng. Đấy, nó phải có 2-3 cái biển nhắc lại thì mới không bị, nên nó tiết kiệm quá. Để uống bia ra. Vậy nó phải 2-3 biển mà báo từ xa, từ gần, từ là rất gần. Đây nó là thực ra nó không đúng cái chất của áp chảo. Áp chảo là cái nước phở được nhưng cái miếng thịt thì không đúng. Nó phải có tí lửa, nó xèo xèo cái lửa cái. Xong nó ta nó vừa chín tới. Vâng. Xong nó cho lên đúng. Làm đông khách anh ạ. Xào một mẻ xong nó đổ cho bát ô tô anh ạ. Ừ. Cho đến mình là ai đến ăn là nó cắp thịt bỏ vào. Ừ. Xong nó đổ nước vào. Đấy, như vậy. Chứ không, không, nếu mà anh muốn ăn trong chỗ ấy thì lần sau bảo kiểu khác. À, đi sầm riêng. Sao được mà, có khác mình không bảo thôi. Nó phải làm không, các nơi một số nơi nó làm thế ăn thì đến đâu nó làm đấy. Không, nhưng mà em thấy áp chảo thì em không, kiểu không thích cái vị áp chảo ấy. Nhận được. Em cái thích sốt vang. Ừ, thích sốt vang nhưng phải đúng cái sốt vang của nó cơ, chứ còn sốt vang bèo nhiều bạc nhạc cái gì kinh. Còn nó cũng bệnh đấy cho. À, có vẻ như mình đang đi rất xa đường 1. Chứ không phải ăn vào đường 1. Không, còn đâu anh ạ. Này ra Cổ Rẽ mà anh. Ừ. Với góc đốc này. Nhưng mà có vẻ như trên bản đồ đây này. Nó lại đi chạy ra cách đường lộ ấy. Quốc lộ 1 nó đang đi sang hướng này. Nó phải có cái rẽ phải để vào quốc lộ 1 nó đúng. Thế mình đi rẽ trái à? Hà Nội rẽ trái đúng rồi, biển nó chỉ mà. Chắc là nó sẽ... Đây, nó đang vào đây. Đây, nó mới vào. Cái bọn xe này thì toàn đi Hà Nội hết rồi này. Xe này đi chở cát đá đi ăn mặn trên hết này.